đi hỏi nhiều công ty lắm, đi hỏi có làm được không, mấy công ty khác họ không có làm đâu. Hồ sơ mà bị như vậy là họ nói ảnh hưởng đến cả gia đình luôn. Ồ, không có đi được qua bên Úc, không du lịch được, còn anh chị cũng sợ. Hôm nay chị là tên là Trần Thị Úc Lệ. Chị là phụ huynh của bé là Lương Trần Thụy Ngọc Ý. Chị đang ở Bình Dương. Đó, chị giờ là chị dự định đó là cho bé nó đi học du học ở Úc á. Từ năm lớp lớp 9 là chị chuẩn bị rồi. Lớp thì chị là tham khảo lâu rồi. Lớp 9 qua là thời điểm thích hợp nhất. Thời điểm thích hợp nhất cho những em học sinh đó. Và bên đó là coi như là cái kinh nghiệm của mấy anh chị đó, bên đó là nói là lớp 9 qua bắt đầu lớp 10 là bé sẽ học trung học, và sau này lên đại học đó là nó sẽ nắm vững được rồi, nó sẽ biết được cái đường đi, hướng đi, định hướng của nó đó. Cho nên là anh chị nói chung là chị cũng tìm hiểu cho nó đi qua đó học là cỡ lớp 9 là thời gian thích hợp. Lớp 9 lên lớp 10 đó, qua đó học cấp 3. Còn bây giờ nhỏ quá thì tùy cái hoàn cảnh gia đình, tùy mỗi gia đình. Chị gia đình theo chị thì lớp 9 là thích hợp. Đó, như vậy đó. Không, chị thì tại vì là bà con của chị ở bên Úc hết. Cho nên chị muốn cho nó qua Úc nó học là thứ nhất là gần bà con. Thứ hai là Úc thì nó cũng cái bên Úc học đó, cái nó cũng là tốt đó, về cái việc học tập là tốt, với lại là bên đó là nó gần với mình đi thì có 8 tiếng à, thì nó cũng cũng không có lâu, có lâu lắm, nên là cũng đỡ, nó cũng khỏe hơn đó. Cũng chị cũng có dạy chứ, mà em biết chị lo là nãy giờ là chị rất là xúc động, tại vì là gấp quá, trong vòng có 2 ngày à, mà chưa sắm sửa đồ đạc gì hết trơn á. Mà giờ là chị phải tâm sự nó này nọ để chị bảo nó nữa đó, chị rất là lo. Bây giờ là chị cũng đang lo đó, chứ mà bây giờ lo chứ mà thì mình cũng mừng là nó đi được. Thì mình bây giờ hiện tại bây giờ cũng có điện thoại nói chuyện, cũng thấy mặt thế này nọ thì mình chỉ bảo sau cũng được, cũng không không không, không sao, mình cố gắng, mình cứng rắn một tí. Buồn thì buồn á chị, thì đã nếu mà nó đi mai nay đi thì cũng đã khóc rồi đó. Thì nói chung là lúc đầu á là chị đã quyết định làm ở Anet rồi, hồ sơ xong hoàn tất rồi. Cái ba nó đi đi ăn tiệc bên nhà bên bển á, nói chung là thằng bạn của em của bạn của anh đó, cái nói thôi đưa cho nó làm cho nhanh đi, em xuống dưới đó em mất công, cứ tới nhà nó làm thôi, chị không đi đâu hết đó. Cho nên là cứ tin tưởng vậy đó. Cuối cùng là 8 tháng trời luôn em, chị nộp hồ sơ từ ngày 10 tháng 9 năm 2018, là đợi tới tháng tháng 1 cũng không có, mà tháng tháng 2, tháng 3 cũng không có. Bắt đầu từ tháng 3 là chị phát hiện, là ngày 15 tháng 3 là chị phát hiện là không hợp lệ đó, là chị quýnh quán rồi, đi hỏi đủ thứ hết, đi hỏi nhiều công ty lắm, đi hỏi có làm được không, mấy công ty khác họ không có làm đâu. Hồ sơ mà bị như vậy là họ nói ảnh hưởng đến cả gia đình luôn. Ồ, không có đi được qua bên Úc, không du lịch được, còn anh chị cũng sợ. Lúc đó là chị hoang mang lắm, chị hoang mang không biết làm sao. Chị hỏi là nhiều người họ nói là bây giờ là suốt đời bé không bao giờ mà đi đi du học được, cứ như là không bao giờ đi 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 du học, và nếu mà không học được ở bang trường Chester Hill, bang New South Wales, không bao giờ qua bên đó được luôn. Làm về nhà tinh thần không còn nữa, không còn tinh thần nữa luôn. Cái công ty chị mới lấy hồ sơ hết lại
mới qua bên Inet. Chị đi hỏi hết rồi, Inet nói thôi chị cứ để em giúp cho, rồi em giúp đỡ hết sức, cố gắng hết sức giúp chị. Là lúc đó là chị cũng cũng không có một hy vọng, chị cứ có một hy vọng nào hết trơn á. Chị nói thôi bây giờ em giúp đỡ, nhất là Nhật Lam á, nói em cố gắng hết sức. Thì bây giờ thì em cố gắng giúp chị hết sức, chứ chị cũng không có đòi hỏi gì nữa hơn nữa. Không ngờ là công ty làm hồ sơ rồi đưa cho chị chứng mấy giấy tờ nộp trong vòng có nộp vào ngày 23 tháng 4, và bây giờ là ngày 13 tháng 5 là có visa đó. Là chị quá bất ngờ luôn, chị nói lãnh sự cũng không có phỏng vấn luôn. Không có phỏng vấn luôn, mà cái công ty trước á chị làm á là họ có phỏng vấn rồi mà đợi hoài không thấy kết quả. Họ cũng không có cho chị biết một thông tin gì hết trơn. Họ công ty họ làm bây giờ thì chị nói ra thì cũng mất hay đi. Cái công ty đó họ làm là họ không cho chị biết một cái công ty có thông tin gì ở bên trường hết, và thông tin nộp hồ sơ hết. Còn Inet là nộp cái gì là cho chị biết cái đó, và thông tin gì đó là cho chị biết liền. Cho nên chị không có lo, chị khỏe lo. Làm công ty bên kia là chị thức đêm nào chị cũng lo. Chị tâm sự với em là như vậy đó. Cái chị nói là giờ chị mừng lắm. Bây giờ là nói chung là chị rất là cảm ơn công ty Inet. Không có, chị không ngờ được là làm được cái xin được cái visa cho bé Ý con vậy ở đây. Mẹ cháu nó cũng tuyệt vọng, mà bây giờ là nó cũng là coi như là đang là háo hức, coi như là chăm chỉ là để tiến để qua bên đó, là cố gắng hết sức để lo tương lai của mình. Đó. Cho nên là bây giờ chị không biết nói gì hơn hết trơn á. Là chị nói là công ty Inet là chị phục luôn. Chị phục luôn, là làm quá giỏi. Cho nên là bây giờ là các nói chung là những mà phụ huynh khác á, chị sẽ chia sẻ, chị lên Facebook, chị cũng nói là bạn bè của chị phụ huynh khác á, là nếu mà có cho con đi du học này nọ là qua công ty Inet á. Công ty Inet đó là uy tín, và khỏi lo là người này nói ra người kia nói vào, cứ tin tưởng vào công ty 100%, là họ sẽ lo toàn bộ hết, lo toàn bộ như là từ công giấy tờ này nọ, vé máy bay hay đó, là họ lo toàn bộ hết. Thì mình chỉ việc là đợi thôi, đợi rồi họ đưa hết cái thông tin cho mình đi, mình yên tâm. Đấy, như vậy đó. Thì cảm ơn công ty Inet rất là nhiều. Thì nói chung Inet thì tin tưởng, uy tín. Nhưng mà đối với chị thì tuyệt vời đó, quá tuyệt vời. Chị cảm ơn. Hãy bấm vào subscribe và nhớ nhấn vào cái chuông để được thông báo nhé.